để du học tại Malaysia đối với chương trình đại học. Học sinh phải tốt nghiệp phổ thông trung học, có thể nhận học sinh lớp 11 với điểm trung bình môn từ 7,0 trở lên, không yêu cầu điểm TOEFL hoặc IELTS hay yêu cầu về chứng minh tài chính. Du học sinh phải hội đủ các điều kiện nhập cư như được nhận vào một khóa học chính quy, bao gồm chương trình học tiếng Anh, tại một viện giáo dục bậc đại học công lập hoặc tư nhân, có đủ khả năng tài chính để trả học phí và tiền ăn ở. Cả đơn xin nhập cảnh của du học sinh được thực hiện qua các viện giáo dục Malaysia. Việc xử lý chấp thuận và cấp giấy phép nhập cảnh hay thị thực nhập cảnh được thực hiện bởi cơ quan di trú Malaysia. Phụ huynh du học sinh muốn đi cùng con em tới Malaysia có thể ở lại trong thời gian 6 tháng. Can work part-time when they study, like I mentioned, not more than 20 hours per week. Sinh viên có thể làm thêm ngay từ khi vào học. Ngoài giờ học, các bạn sinh viên có thể làm phục vụ hay trợ lý tại những nhà hàng, khách sạn hay là siêu thị. Nhưng các bạn sinh viên làm thêm cũng nên lưu ý rằng là phải tuân theo quy định của trường. Thông thường sinh viên có thể làm thêm tối đa 20 giờ một tuần. Tốt nghiệp tại các trường Malaysia hoặc trường quốc tế tại Malaysia, bằng cấp của sinh viên được quốc tế công nhận. Do đó, sinh viên có thể dễ dàng kiếm được việc làm ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Về vấn đề học chuyển tiếp sau khi tốt nghiệp tại các trường Malaysia, thì như tôi đã nói ở trên, bằng cấp tại các trường Malaysia đều được công nhận mang giá trị quốc tế. Mặt khác, khi bạn học tại các trường liên kết đào tạo, thì việc học chuyển tiếp đến các hệ thống giáo dục của các nước Âu Mỹ là hoàn toàn có thể thực hiện được. Đối với những bạn có dự định du học tại Malaysia, chương trình đại học, thì bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông và các cái điểm trung bình các môn học bạn phải thỏa mãn điều kiện đầu vào của các trường ở Malaysia. Và bên cạnh đó thì bạn cũng chuẩn bị một trình độ tiếng Anh như là có bằng cấp IELTS hoặc là bằng cấp TOEFL hoặc là một bằng cấp tiếng Anh tương tự. Ngoài ra thì bạn không cần phải chứng minh tài chính, nhưng mà bạn nên có một cái bước chuẩn bị về tài chính khá là ổn định. Malaysia phát triển hệ thống giáo dục theo hướng liên kết đào tạo với các trường đại học danh tiếng trên thế giới, giúp cho chất lượng đào tạo bậc đại học của Malaysia phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Những trường đối tác ở nước ngoài là những tổ chức sẽ trực tiếp quản lý, kiểm tra chất lượng giảng dạy. Do đó, để không bị ảnh hưởng đến uy tín của trường mình, các trường phải đầu tư nâng cao trình độ giáo viên và cơ sở vật chất phải được đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất. Minh chứng cho việc phát triển nền giáo dục của Malaysia là sự gia tăng không ngừng số lượng sinh viên quốc tế đến để học tập. Trong quá trình học tập, du học sinh sẽ nhận được nhiều ưu đãi từ chính phủ Malaysia như giảm 25% phí máy bay cho học sinh và phụ huynh khi sử dụng dịch vụ của hãng hàng không nước này. Khi mà cháu học ở Malaysia, nói chung về khó khăn thì không có đáng kể lắm. Chỉ có về vấn đề ăn uống thôi. Thì thức ăn bên đó, nó, ở bên Malaysia, nó trong vài tháng đầu thì cháu chưa có thích nghi. Nhưng mà từ từ rồi cũng ổn. Sau thời gian mà cháu học ở Malaysia thì cháu trở về thì tôi thấy cháu trở thành một người tự tin hơn, nhận thức sâu hơn, có hiểu biết nhiều hơn. Cho nên tôi thấy quyết định mà cháu chọn đi học Malaysia là đúng. Malaysia có một nền văn hóa đa sắc tộc và đa tôn giáo. Cả về ngôn ngữ cũng có rất là nhiều ngôn ngữ. Nhưng mà đối với bản thân mình thì không gặp nhiều khó khăn khi mà sang học tập tại đất nước Malaysia. Mình có cái điều kiện giao lưu và học hỏi cái nền văn hóa của đất nước tại Malaysia. Và bên cạnh đó thì con người cũng rất là hòa đồng. Mình học hỏi được thêm được nhiều các cái ngôn ngữ, các cái tôn giáo, nền văn hóa rất là hay của họ. Nếu có thể thì mình xin đề nghị thêm với nhà trường là sẽ tạo nhiều chính sách hỗ trợ học bổng hơn cho sinh viên và sẽ có tạo nhiều cái sân chơi, cái cuộc giao lưu giữa sinh viên với cái xã hội, với ngoài xã hội và các hoạt động ngoại khóa, và cũng như là tạo cái tính tương tác giữa các sinh viên và các doanh nghiệp tại Malaysia.
sinh viên theo học chương trình đại học tại Malaysia sẽ có rất nhiều lựa chọn với nhiều trường đại học, học viện và cao đẳng tư thục. Nền giáo dục Malaysia được đánh giá là trung tâm giáo dục cao cấp của khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á-Thái Bình Dương. Hệ thống giáo dục của Malaysia được đầu tư nhiều trong những năm gần đây, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến nay, Malaysia đã đón tiếp khoảng 70.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 150 quốc gia, với nhiều ưu thế, đặc biệt là chương trình đạt chuẩn quốc tế với học phí thấp. Malaysia đã ngày càng thu hút nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới về đây học tập. Có những vấn đề du học nào quý vị đang quan tâm? Những thắc mắc nào về du học chưa được giải đáp? Có những đóng góp nào cho chương trình ngày một hay hơn? Thì xin quý vị hãy nhanh chóng gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Hành trang du học, số 91/8 đường Trần Quốc Hoàng, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0839481424 hoặc địa chỉ email hanhtrangduhoc@smtv.com.vn hoặc overseasstudy@chaudaidương.net. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Tư vấn Du học Quốc tế Châu Đại Dương trong việc hỗ trợ thông tin cho chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.